Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Xin mời anh chị em lấy Rabboni số 90. Lạy Chúa Giêsu, xin chúng con lên đường nhẹ nhàng và thanh thoát, không chút cậy dựa vào khả năng bản thân hay vào những phương tiện trần thế. Xin cho chúng con làm được những gì Chúa đã làm: rao giảng tin mừng, trừ quỷ, chữa lành những người ốm đau. Xin cho chúng con biết chia sẻ tin mừng với niềm vui của người tìm được viên ngọc quý, biết nói về Ngài như nói về một người bạn thân. Xin ban cho chúng con khả năng đẩy lùi bóng tối của sự dữ, bất công và sa đọa. Xin giúp chúng con lau khô những giọt lệ của bao người đau khổ thể xác tinh thần. Lạy Chúa Giêsu, thế giới thật bao la mà vòng tay chúng con quá nhỏ. Xin dạy chúng con biết nắm lấy tay nhau mà tin tưởng lên đường nhẹ nhàng và thanh thoát. Xin đọc phúc âm Marco chương 6 câu 7 đến 13. Rồi người đi các làng chung quanh mà giảng dạy. Người gọi nhóm 12 lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trên các thần ô uế. Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy, không được mang lương thực, bao bì, tiền đồng để dắt lưng, được đi dép, không không được mặc hai áo. Người bảo các ông, bất cứ ở đâu, khi anh em đã vào nhà nào, thì cứ ở lại đó cho đến lúc ra đi. Còn nơi nào người ta không đón tiếp và nghe lời anh em, thì khi ra khỏi đó, hãy rũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ. Các ông đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối. Các ông trừ được nhiều quỷ, sức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh. Cảm ơn chị em, xin mời ngồi. Anh chị em thân mến, như vậy chúng ta bắt đầu bài phúc âm hôm nay. Bài phúc âm hôm nay như anh chị em vừa đọc đó là cái bài lời giáo huấn của Đức Giêsu cho các môn đệ khi Ngài sai các môn đệ của Ngài đi. Mà anh chị em thấy ở đây môn đệ ở đây là ai vậy ta? Anh chị em có thấy là ai không? Nhóm nào vậy? Nhóm 12 ấy, nhóm cao cấp. Những người là cao cấp 12, và ở đây được gọi là tông đồ hay gọi môn đệ vậy? Tông đồ đấy. Đây là lần, dường như là lần duy nhất mà Thánh Marco gọi là chữ tông đồ đó. Đặc biệt chữ tông đồ, như anh chị em biết tiếng Hy Lạp có nghĩa là người được sai. Người được sai, tông đồ là người được sai. Vâng, hay là có nhiều người cũng thích dịch là sứ đồ. Đúng, sứ là cũng là người được sai, giống như đại sứ hay đi sứ vậy. Thế thì hôm nay tôi mời anh chị em học sẽ phải đoạn tin mừng này. À, cũng có nhiều câu hỏi đụng đến chúng ta, bởi vì ngày xưa Đức Giêsu sai các tông đồ, hôm nay Ngài cũng sai chúng ta. Ngày xưa Đức Giêsu cần các tông đồ, hôm nay Ngài cần các anh chị em. Anh chị em đến đây học tin mừng đâu có phải để cho nó vui đâu, mà bởi vì bổn phận của mình. Sáng nay tôi mới nghe ai nói này, nó là giáo dân là phải học hỏi lời Chúa, nhưng mà những cái lớp học hỏi lời Chúa như anh chị em biết là ít lắm đấy.
phải không ạ? Đấy, thành ra anh chị em được Chúa kêu mời đến cái lớp học này là quý lắm. Thành ra xin chúng ta gìn giữ cái lớp này cho nó tốt. Đấy, câu số 1 ạ. Đấy, câu số 1 có ai trả lời? Anh chị em thấy tôi đã cho anh chị em đọc 3 đoạn văn. Và anh chị em đọc 3 đoạn văn đều nói về các tông đồ. 3 đoạn văn. Và tôi mới hỏi rằng trong 3 đoạn văn đấy có những cái điểm nào là chung không? Đấy, đấy là điểm thứ nhất, là điểm chung. Anh chị em bảo à có chứ, đọc này thấy điểm chung ngay à. Rồi thứ hai là qua 3 đoạn văn đấy viết về các tông đồ, anh chị em có thấy là các tông đồ từ từ tiến lên không? À, từ từ lúc đầu cũng vậy thôi, cái sau từ 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 tiến lên. Đấy, thế như vậy có 2 câu hỏi. Trước hết câu hỏi thứ nhất dành cho một anh chị nào đó là câu hỏi có những điểm nào chung không? Đấy, như vậy những ai mà chưa bao giờ được nói lần nào thì rất nên nói ạ. Mà sai đâu sao, ở đây sai đâu bị la. Có khi thỉnh thoảng sai người ta cười thôi chứ ai cười kệ người ta chứ mắc gì. Miễn mình được nói là vui rồi. Vâng, thế chị có thích trả lời câu này không ạ? Dạ, Chúa Giêsu kêu gọi những cái người nó để trở thành môn đệ của Chúa. Kêu chị có đọc 3 đoạn này chưa ạ? Trước khi làm bài chị có đọc 3 đoạn này chưa? Có đọc. À, bây giờ chị đọc đoạn thứ nhất cho tôi ạ. À, Marco này anh chị em nghe đọc này, phải nghe đọc thì mới thấy. Đọc rồi, từ vừa đọc vừa nhâm nhi mới thấy được. Marco chương 1 câu 16 đến 19. Người đang đi dọc theo biển hồ Galilê thì thấy ông Simon với người anh là ông Andre đang quăng lưới xuống biển vì họ làm nghề đánh cá. Người bảo họ: các anh hãy theo tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá. Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo người. Đi xa hơn một chút, người thấy ông Giacôbê con ông Giê-bê-đê và người em là ông Gioan, hai ông này đang vá lưới ở trong thuyền. Người liền gọi các ông, và các ông bỏ cha mình là ông Giê-bê-đê ở lại trên thuyền với những người làm công mà đi theo người. Thế chị đọc cái đoạn văn này thì chắc chị chưa trả lời được câu này đâu. À, vâng, tức là đấy chị thấy bây giờ anh em thôi, bây giờ anh đọc thêm một đoạn nữa rồi tự nhiên lập tức, vâng, lập tức chúng ta sẽ biết là cái đoạn vừa đọc á với cái đoạn này có cái gì chung không. Vâng, anh chị phải nghe kỹ mới thấy được. Rồi người lên núi và gọi đến với người những kẻ người muốn, và các ông đến với người. Người lập nhóm 12 để các ông ở lại với người và để người sai các ông đi rao giảng với quyền trừ quỷ. Người lập nhóm 12 và đặt tên cho ông Simon là Phêrô. Rồi có ông Giacôbê con ông Giê-bê-đê và ông Gioan em ông Giacôbê. Người đặt tên cho hai ông là Bô-a-nê-gê, nghĩa là con của Thiên Lôi. Rồi đến các ông Andre, Philippe, Bartolomeo, Matthew, Thomas, Giacôbê con ông Anphê, Tadeo, Simon thuộc nhóm quá khích, và Judas Iscariot và chính kẻ nộp người. Vâng, như vậy đọc đoạn thứ hai rồi đó thì đố anh chị em biết là anh chị em nào mà nghĩ được là tài lắm. Anh chị em bảo ồ, cũng có điểm chung đấy. Đấy, hai đoạn thôi đã thấy có điểm chung không? À, vâng, đó. Rồi bây giờ thôi, bây giờ trong khi chờ đợi xin anh bạn anh Hào, anh ấy sẽ đọc cho chúng ta đoạn thứ ba. Người gọi nhóm 12 lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trừ quỷ, người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi theo đường, chỉ trừ cây gậy, không được mang lương thực, bao bị, tiền dắt lưng, được đi dép, nhưng không được mặc hai áo. Người bảo các ông, bất cứ ở đâu, khi anh em đã vào nhà nào, thì cứ ở lại đó cho đến lúc ra đi. Còn nơi nào người ta không đón tiếp và nghe lời anh em, thì khi ra khỏi đó, hãy rú bụi chân để tỏ ý phản đối. Các ông đi rao giảng,
kêu gọi người ta ăn năn sám hối. Các ông trừ được nhiều quỷ, sức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh. Vâng, có ai sẵn sàng là cho thấy rằng ba đoạn văn đó đọc rất là khác nhau, mà kỳ thực trong ba đoạn văn đó cũng có những điểm giống nhau không? Có ai xin giơ tay? Con thấy ở trong ba đoạn văn này có điểm chung là Chúa gọi các môn đệ và họ đi theo người. Thứ nhất là gọi các môn đệ đi theo người, cả ba đoạn văn đều có hết. Vâng, anh Toại định trả lời à? Tức là ba đoạn văn đều có chuyện là Chúa gọi môn đệ, gọi môn đệ, họ đi theo người. Vâng, để mời anh Toại. Thưa cha, ba đoạn văn đó có điểm chung là Chúa gọi những người Chúa muốn gọi. Chúa gọi những người Chúa muốn gọi, vâng. Như vậy là từ nãy đang gọi rồi đi theo người. Đấy, vâng, tôi muốn nghe thêm nữa đấy ạ. Chỉ những câu vừa rồi là chắc là không có sai rồi. Chúa cho các ông đi rao giảng và được phép trừ quỷ. Nhưng mà chị có thể cho thấy là ba đoạn văn đều có cái câu nào giống như thế không? Điểm chung của ba đoạn văn đều có câu đó không? Dạ, tôi có. Câu đoạn thứ nhất có không? Có không? Đấy, thành ra đoạn thứ nhất thì không, đoạn thứ hai có không ta? Đoạn thứ hai thì có trừ quỷ, đúng có, không? Có, đoạn thứ ba có không ạ? Dạ có. Đó, đúng rồi, chị nói như là đúng. Đoạn thứ nhất thì không có, như vậy chị nói như vậy là đúng đấy. Đoạn thứ hai, thứ ba, rồi. Xin mời. Thưa cha, con thấy cái đoạn thứ nhất với đoạn thứ hai á, là nó có cùng chung là họ có tên rồi, nhưng mà Chúa đặt thêm cái tên riêng cho các ông. Dạ. Là đoạn thứ nhất và đoạn thứ hai. Vâng, cảm ơn chị. Thưa cha, đoạn thứ nhất và thứ hai, thứ ba thì chung nhau là Chúa gọi các môn đệ. Nhưng đoạn thứ hai, thứ ba thì chung một cái câu là người lập nhóm 12, rồi Chúa đổi tên và quyền trừ quỷ, là hai cái đoạn sau nó giống nhau, quyền trừ quỷ. Nhưng mà chính vì thế nên tôi mới, câu hỏi của tôi nó khó quá. Đố anh chị em biết làm sao mà có một cái điểm gì đó mà anh chị em bảo rằng là ồ, dường như là cả ba đoạn này cũng gần như vậy, cả ba đoạn này đều có đó, chứ không phải chỉ có đoạn 2, đoạn 3 đâu. Vâng, có hai ý kiến sắp tới. Vâng. Dạ thưa cha, qua ba đoạn văn này ấy, thì con thấy là ba đoạn văn đều có điểm chung là Chúa gọi và Chúa sai đi. Ồ, quá hay. Đâu đó chị thử chứng minh cho xem cái chỗ nào mà luôn luôn đều có cái đó không ạ? Dạ thưa cha, đoạn văn thứ nhất thì có Chúa gọi không ạ? Có chữ gọi. Có Chúa gọi. Và Chúa nói là hãy đi theo tôi và tôi sẽ dạy cho các anh lưới người như lưới cá. Như vậy là sai đi. Chỗ nào là câu sai đi đâu ạ? Cái câu chị vừa mới đọc á, cái câu nào là câu sai đi? Lưới người như lưới cá. Vâng, tức là tôi sẽ làm cho các anh đang từ những người là lưới cá bây giờ thành gì? Thành lưới người. Vâng, cái đấy cũng là một câu ám chỉ đến cái việc sai đi. Và có chỗ đoạn nào nhưng mà lúc nãy chị nói là Đức Giêsu luôn luôn là gọi rồi sai đi, có đúng không ạ? Gọi rồi sai đi, rồi như vậy là gọi thì có rồi sai đi. Mà anh chị em có đồng ý là cả ba đoạn đều có gọi không? Đoạn thứ ba đâu có chữ gọi nhỉ? Có không? Có không? Có chữ gọi hả? Đức gọi. Như vậy là đối với anh chị em là cả ba đều có chữ gọi và đều có chuyện sai đi, phải không ạ? Đồng ý nhé. Rồi. Vâng, tôi cảm ơn chị, câu trả lời thế là hay lắm đấy. Tôi cũng có một ý khác một tí thôi, cũng giống như vậy, là tôi cũng thấy là có thể cả ba đoạn đều nói đến việc là ở với Chúa đã rồi mới được sai đi. Không biết các chị có ưng ý của tôi không? Ở với Chúa đã rồi mới được sai đi. Đấy. Thế thì tôi đố ai ở đây mà giỏi á, mà tìm được trong cái đoạn thứ nhất á, mà anh chị bảo đến nè, cái chỗ này là chỗ ở với Chúa nè. Đố ai biết được, đố anh Hảo anh đoán được á. Trong cái đoạn thứ nhất là một câu mười mấy mà bảo cái chỗ này là chỗ ở với Chúa chứ còn chỗ nào nữa. Rồi, đọc lên cái câu lên là tôi đồng ý liền. Thưa cha, người bảo họ các anh hãy theo tôi, và các ông lập tức bỏ chài lưới mà đi theo người. Như vậy chị đúng, nói thì đúng như vậy đấy. Đấy, như vậy anh chị em thấy ở đây không có cái chữ ở với.
Anh hiểu không? Đức Giê-xu kêu các môn đệ thì Ngài mời các môn đệ ở với Ngài. Trước khi sai đi thì họ ở với. Và lúc nãy chị đọc cho chúng ta thấy rằng ở đây không có chữ ở với, nhưng chị lại thấy rõ rằng Đức Giê-xu kêu gọi các anh đấy là hãy theo tôi, hãy gắn bó với tôi, hãy gắn liền với con người của tôi. Đi theo một người là trở nên môn đệ người đó, và đồng thời là có một cái mối dây rất gắn bó. Đấy, thành ra cái chữ theo hóa là chữ ở với. Bây giờ dễ hơn này, câu này rất dễ. Trong đoạn thứ hai có chữ ở với không? Thưa cha, là câu và gọi đến với người những kẻ người muốn. Và câu 14, người lập nhóm 12 để các ông ở với người. Đấy, chữ ở với là chữ tiền không? Không biết anh chị em có mê mệt về điều đó không? Chữ đấy là chữ quan trọng lắm ạ. Khi mà tôi đi giảng là tôi quý cái chữ này lắm. Bởi vì có nhiều người tưởng rằng Chúa gọi mình ấy là để làm việc ạ. Đấy, lúc nãy ở đây chị đầu tiên chị trả lời cũng thế. Chúa gọi và được sai đi. Chúa gọi và được sai đi, tôi đấy, câu đấy thì cũng chẳng sai, mà tôi không có ưng lắm ạ. Tôi thích nghe nói đến chữ ở với rồi được sai đi đấy. Và đối với tôi, Đức Giê-xu gọi người ta thì gọi để làm gì? Để ở với, ở với, để gắn liền. Và như thế cái ơn gọi của cái người tông đồ là ở với Chúa đã rồi mới làm sau, anh chị em ạ. Có nhiều người đi theo Chúa và đi theo một ơn gọi, cứ tưởng đi theo để làm một việc, mà hóa ra không, chưa hẳn là để làm một việc, mà để gắn bó với một con người. Bữa trước tôi có quen với một anh ấy đi tu, rồi anh ấy cũng gặp nhiều khó khăn, rồi anh ấy đi làm cái nghề gì đó ở nhà thương á. Thì anh ấy nói với tôi thế này: đấy, cha thấy không, con đi làm ở nhà thương đó, thì con thấy là có nhiều người họ làm ở nhà thương mà họ làm giỏi hơn con ạ. Họ đâu cần đi tu đâu mà họ vẫn làm giỏi hơn con. Thầy nói con không biết là nếu mình đi tu rồi mình làm việc như vậy thì mình đâu có gì hay đâu, đâu có gì hơn họ đâu. Đấy. Mà trong khi đó, thế cái anh chị em biết rồi, cái câu trả lời của tôi rất đơn giản đó, là một cái người mà dâng mình cho Chúa đó, thì cái người ấy đâu có phải chỉ là làm đâu. Làm là thứ yếu, sau đó mới tính làm. Nhưng mà cái điều đầu tiên là ở với. Và anh ấy ở với Chúa, mà trong khi đó cái điều đó, những cái người khác đi làm chưa chắc họ ở với. Đấy, cái tình của mình đối với Chúa, cái đấy quan trọng. Nhưng mà như thế anh chị em thấy như vậy cái đoạn thứ ba có nói gì ở với không nhỉ? Anh chị em nghĩ thế nào? Có cái đoạn thứ ba hôm nay mà mình cầu nguyện á, mình học á, có anh chị em bảo có ở với không? Có ai đoán được không ạ? Có không? Nghĩa phải thông, phải đoán mới được, chứ nó không có rõ đâu. Anh chị em thấy có ở đây và đoán được không? Dạ thưa cha, theo con thì do cái chữ là sai đi, tức là ở với Chúa thì mới Chúa mới có thể sai đi được. Vâng, cảm ơn anh. Đây đây, xin mời cô Nhi Thanh ạ. Cô ấy sẽ vâng, rồi sau đó đến chị nhé. Vâng vâng, cho cô này trước đã. Rồi có chỗ nào nói đến cái ở với không? Ở trong cái đoạn đáng học thì không có nói đến, nhưng mà đoạn trước đó thì có nói là các môn đệ đi theo người. Thôi tôi giờ tôi thích cái câu mới cơ, tôi thích ngay trong đoạn này cơ. Thế là trong đoạn câu 7 á cha, người gọi nhóm 12 lại và bắt đầu sai đi từng hai người một, tức là gọi, có chữ gọi nhóm 10. Người gọi cái chữ là gọi. Vâng, tôi chưa ưng lắm ạ. Vâng. Dạ thưa cha, đó là cái câu người gọi nhóm 12 lại. Cái từ lại tức là 12 lại. Lúc nãy chị nói là người gọi Và như vậy là hai người đồng ý với nhau, người gọi nhóm 12 lại. Rồi sao nữa? Tôi chờ câu khác. Xin lỗi được cái nào. Vâng, người gọi các của câu đích của chị là số mấy vậy? Rồi tôi hiểu ý chị rồi. Vâng, rồi tôi nhìn thấy rồi. Người gọi lại bắt đầu sai đi từ người một. Vâng, tức là nhìn chung là cái đoạn hôm nay đó, chương này là chương 6, 7, 13 thì cũng coi như vậy. Vâng, rồi. Dạ, gọi lại tức là nhìn chung cũng có ở với. Vâng. Vâng, rồi như vậy tôi cảm ơn, tại tôi lộn vào cái đoạn trước.
Như thế thì vâng, cảm ơn anh chị. Tức là nhìn thấy là những cái điểm chung ở đây vẫn có cái việc mà gắn bó với Đức Giêsu. Mà anh chị em có để ý chuyện này không? Là cái việc... Dạ, ở trong cái đoạn tin mừng thì có câu là các ông trừ được nhiều quỷ sức giàu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh. Thì nếu mà không có Thiên Chúa ở với các ông thì ông cũng không thể làm những việc đó được. Vâng, cũng hay lắm, câu đó thì đúng đấy ạ. Vâng, tức là anh chị em thấy tôi chỉ nhắc anh chị em là cái đoạn đẹp là cái đoạn chương 3 đó, câu 14 đó, câu đoạn nó đẹp lắm đó. Anh chị em nhìn lại coi nó chắc chúng biết chúng ta có cầu nguyện đoạn đó không, hay là nó qua mất rồi ấy. Chương 3 câu 14 là đoạn này. À không, vâng. Chương 3 câu 14. Đấy, vâng. Người lập nhóm 12 này. Đâu là mục đích, anh chị em nhìn thấy đâu là mục đích của việc lập nhóm 12? Mục đích số 1 là gì? Để anh chị để ở với. Mục đích số 2 là gì? Để ra đi đấy. Anh chị em biết khi mà như thế, anh chị em nhớ khi Đức Giêsu mà gọi các môn đệ, gọi các môn đệ thì có hai mục đích. Mà mục đích thứ nhất ấy, lại là ở với, chứ chưa phải là làm việc. Ở với Ngài, ở với Ngài như anh chị em biết rồi, đó là cùng ăn, cùng ở, cùng chia vui sẻ buồn, rồi tất cả mọi chuyện cùng một cái tâm tình. Và những môn đệ là những người gắn bó với Ngài một cách rất là thân thiết, có một cái tình bạn với Ngài. Thì nó cái ở với là quan trọng. Mà sau khi ở với rồi thì mới nói đến chuyện sai đi, chứ chưa ở với mà sai đi là hư chuyện hết đấy. Đấy. Mà có những người thì chỉ mê mệt về cái việc sai đi, về công việc, mà quên rằng cái ở với mới là cái gì. Lúc nãy có một chị trả lời đấy, chị bảo rằng đấy, sai đi như thế đấy là sai đi mà vẫn được Chúa, vẫn là dưới cái quyền của Chúa, bởi chính Chúa cho người ta cái quyền trừ quỷ. Chính Chúa sai đi, thành ra ngay cả lúc sai đi thì vẫn ở với Chúa, vẫn ở với Chúa, chứ không phải sai đi cái là bye bye Chúa, là không có dính gì, không, và vẫn có Chúa. Đấy, thầy nói cái ý đấy là cái ý mà tôi rất thích, là khi mà tôi trình bày thì tôi hay nói những cái câu qua lại như thế. Tức là chỉ có ai ở với thì người ấy mới được gì? Mới được sai đi. Và ngay khi được sai đi thì vẫn ở với. Đấy, như vậy là anh chị em hiểu ý tôi ạ. Đấy. À, nhưng mà anh chị em thấy cái câu hai dưới hơi hay hơn. Và chị có thấy, anh chị có thấy sự tiến triển của các môn đệ qua ba đoạn văn này không? Lúc đầu là nhớ đoạn văn đầu tiên là Chúa gọi, Chúa nói là nhé, theo tôi nghe, rồi nhớ tôi sẽ làm với mấy anh thành những người đi thành ngư phủ người ta. Và trước kia thì mấy họ làm ngư phủ gì? Cá, ngư phủ để bắt cá. Bây giờ thì không phải là cá mú nữa, bây giờ là người ta. Rồi cái đoạn thứ hai chương 3 đó, lúc nãy cho thấy là Đức Giêsu ở đây không phải chỉ có 4 ông mà cả 12 ông nhỉ. Rồi Ngài cầu gọi đến những kẻ người muốn. Lúc nãy có ai ông đã để nghĩ đến cái chữ người muốn. Ngài muốn ai thì Ngài gọi đến. Rồi Ngài để cho họ ở với Ngài và để họ được Ngài sai đi, đúng không ạ? Nhưng mà đã sai chưa ta? Chưa. Thế thì cái câu chương 6 thì có một điều mới. Điều mới là gì vậy? Điều mới là gì? Là sai thiệt. Lại bắt đầu sai cái ông đi thật sự. Đấy, thành ra anh chị em thấy cũng có một cái sự tiến bộ. Và các anh ấy ở gần Đức Giêsu rồi từ từ, khi nó chín rồi thì Ngài mới sai môn đệ đi. Câu hỏi số 2 rất là dễ. Tại sao Đức Giêsu lại sai các ông đi từng hai người một? Tại sao Đức Giêsu lại sai các ông đi từng hai người một? Thế câu này là dễ. Vậy tôi mời ai đọc cho tôi sách Đệ Nhị Luật chương 17 câu 6 chẳng hạn. Vâng. Đệ Nhị Luật chương 17 câu 6. Căn cứ vào lời của hai nhân chứng hay ba nhân chứng mà người đáng chết sẽ bị xử tử, người ấy sẽ không bị xử tử nếu chỉ căn cứ vào lời của một nhân chứng. Vâng, anh chị em có thấy cái thú vị trong câu vừa qua không? Như vậy để xử một người, người ta làm sao người đấy biết người đó có tội hay không có tội thì cần những người nhân chứng. Và những người nhân chứng như thế đó thì lại cần đến hai hay là ba nhân chứng, chứ một có được không? Một không được. Thành ra như thế anh chị em thấy cái câu này có thể là lý do tại sao sai hai người một là vì lý do gì? Vì lý do là sao ạ?
chứng của hai người thì chứng của hai người là có giá trị ra. Vâng, vâng, chứ nếu một người là không được, mình làm chứng mà tự nhiên mình làm chứng là cái người này đã phạm tội hay người này đã làm cái gì xấu chẳng hạn thì không tin được, phải có hai người. Đấy, anh chị em thấy đọc cụ ước lúc nào cũng có hai người. Xin đọc 19-15 đệ nhị luật xem. Vâng, 19-15. Một nhân chứng duy nhất không thể đứng lên buộc tội một người về bất cứ một tội, một lỗi nào. Về bất cứ lỗi nào người ấy phạm, phải căn cứ vào lời của hai nhân chứng hay căn cứ vào lời của ba nhân chứng, sự việc mới được cứu xét. Vâng, vâng, như thế thì anh chị em thấy ngay là người Do Thái ngộ ghê, là họ muốn làm chứng một điều thì họ cần phải có hai hay ba người. Các môn đệ đi mà làm chứng về Đức Giê-xu thì cũng phải có hai ba người, chứ nếu mà một người thì đối với họ là nó không có vững, không có đáng tin. Đấy, các anh chị em thử xem, đấy là chuyện sách cựu ước. Còn tân ước đó, anh chị em thử xem sách Công Vụ chương 3 câu 1-11, thử xem tại ở đây có hai nhân chứng không nhé. Vâng. Công Vụ chương 3 câu 1-11. Một hôm ông Phêrô và ông Gioan lên đền thờ vào buổi cầu nguyện giờ thứ 9. Khi ấy người ta khiêng đến một người què từ khi lọt lòng mẹ. Ngày ngày họ đặt anh ta bên cửa đền thờ gọi là cửa đẹp để xin kẻ ra vào đền thờ bố thí. Vừa thấy ông Phêrô và ông Gioan sắp vào đền thờ, anh liền xin bố thí. Hai ông nhìn thẳng vào anh và ông Phêrô nói: anh nhìn chúng tôi đây. Anh ta chăm chú nhìn hai ông, tưởng rằng sẽ được cái gì. Bấy giờ ông Phêrô nói: vàng bạc thì tôi không có, nhưng cái tôi có tôi cho anh đây. Nhân danh Đức Giêsu Kitô người Nazareth, anh đứng dậy mà đi. Rồi ông nắm chặt lấy tay mặt anh, kéo anh trỗi dậy. Lập tức bàn chân và xương mắt cá của anh trở nên cứng cáp. Anh đứng phắt dậy, đi lại được. Rồi cùng với hai ông, anh vào đền thờ, vừa đi vừa nhảy nhót và ca tụng Thiên Chúa. Toàn dân thấy anh đi lại và ca tụng Thiên Chúa, và khi nhận ra anh chính là người vẫn ngồi ăn xin tại cửa đẹp đền thờ, họ kinh ngạc sững sờ về sự việc mới xảy đến cho anh. Anh cứ níu lấy ông Phêrô và Gioan, nên toàn dân rất kinh ngạc, chạy ùa tới các ông tại hành lang gọi là hành lang Salomon. Vâng, anh chị em thấy ở đây câu đoạn mới đọc chỉ cho biết là có hai ông tông đồ là tên gì, Phêrô và Gioan ấy. Và nhưng mà cái đoạn vừa rồi có khi cũng chưa phải là quan trọng, mà khi đọc nhích xuống một tí, anh chị em sẽ thấy câu 12 đó, đi giờ làm chứng nè, làm chứng hai người nè. Thấy vậy ông Phêrô nói với dân: hỡi những người Israel, sao anh em lại kinh ngạc về điều đó? Sao anh em lại nhìn chúng tôi chứ không phải tôi? Đấy, đấy, anh chị em thấy không? Thầy là ông Phêrô ông chữa, nhưng mà ông vẫn gắn liền với ông Gioan. Sao lại nhìn chúng tôi, như chúng tôi đã dùng quyền năng đấy thế này thế khác đó. Rồi vâng, và vì thế nên ở đây cái lời chứng á, mà sau này lời chứng về Đức Giêsu là lời chứng của cả hai ông anh chị em. Như vậy được rồi anh chị em. Vâng. Chương 3 câu này ngắn hơn chương 11 câu 30, có ai đọc không ạ? Ngắn hơn Công Vụ chương 11 câu 30. Và họ đã làm việc ấy gửi đến cho hàng kỳ mục qua tay ông Barnaba và ông Saulo. Trong hội thánh tại Antiochia có những ngôn sứ và thầy dạy, đó là các ông Barnaba, Simeon biệt hiệu là Đen, Lucio người Kyrene, Manaen bạn thời thơ ấu của tiểu vương Herode, và Saulo. Một hôm đang khi họ làm việc thờ phượng Chúa và ăn chay thì Thánh Thần phán bảo: hãy dành riêng Barnaba và Saulo cho ta để lo công việc ta đã kêu gọi hai người ấy làm. Cảm ơn. Có ai có ý kiến khác không? Có ai có ý kiến rằng là tại sao Đức Giêsu sai các ông đi từng hai người một không? Ngoài cái việc là để mục đích ấy,
là để làm chứng người ta mới tin được, thì ngoài ra còn mục đích gì khác? Dạ thưa cha, theo con nghĩ là để nâng đỡ nhau ạ. Tại vì trong sách giảng viên chương 4 câu 9 đó, là có câu là hai người thì hơn một, vì hai người làm việc cực khổ và thu nhập hơn, người này ngã đã có người kia nâng dậy. Nhưng khi chỉ có một mình mà bị ngã thì thật là khốn, và vì chẳng có ai nâng dậy cả. Cảm ơn ạ, hay quá. Vâng, có chị có nói ý khác không ạ? Thì cha con, người tông đồ được sai đi hai người một là để khi rao giảng không bị đơn độc, nghĩa là người tông đồ được sai đi thi hành sứ mạng hai người một không phải là nhân danh bản thân mà là nhân danh cộng đoàn. Hơn nữa khi thi hành sứ vụ thì đi hai người một thì có Chúa là người thứ ba đi cùng. Còn hai người làm chứng thì dễ thuyết phục người khác nghe hơn. Nếu chỉ đi một mình riêng lẻ thì khi gặp thất bại khó khăn, bị người ta xua đuổi, có thể nản lòng, thất vọng, bỏ cuộc. Hoặc khi một mình thì cũng có thể trở nên kiêu căng, tự mãn, tự phụ. Khi được thành công, được người ta ngưỡng mộ, từ những ơn huệ được lãnh nhận nhưng không từ Chúa ban đó. Khi rao giảng tin mừng các ông được nghe nơi Đức Kitô thì ông sẽ nghiệm hai người thì sẽ có nhiều sức mạnh hơn trong việc trừ quỷ chữa lành và làm cho những người được kêu gọi sẽ nghe và tin vào các lời các ông rao giảng nhiều hơn. Vâng, xin cảm ơn chị, những điều rất là đúng. Vâng, như thế là anh chị em thấy đi hai người. Dạ, chị thêm một ý ạ. Luật Do Thái về việc làm chứng đòi hỏi phải có hai người. Vâng, vâng, được rồi. Vâng, cảm ơn chị. Đúng là phải làm chứng như vậy, có hai người. Rồi bây giờ chúng ta đi qua câu số 3. Câu số 3 cũng đơn giản, dễ thương lắm. Tức là cái câu số 3 trả lời được liền là tôi cũng nể. Này nhé, đọc Marco 6, chương 6, câu 8 đến câu 9. Câu hỏi, rốt cuộc các môn đệ được mang những gì? Rất là đơn giản. Rốt cuộc, đây dành câu này dành cho những người chưa nói từ nãy giờ. Chỉ có những ai chưa nói thì mới được nói thôi. Vâng. Rốt cuộc thì được mang gì? Toàn cấm mang không ạ? Đừng nói toàn cấm mang. Rốt không? Cuộc chỉ được mang có mỗi cây gậy thôi ạ. Rồi, tôi chưa từ từ đứng nóng. Câu này nói rồi. Dạ thưa cha, được mang một áo, một gậy và đôi dép ạ. Cái gì? Một áo, đúng rồi, một gậy. Một gậy và đôi dép. Được rồi, anh vậy có được không, anh chị em thấy được không? Ủa sao con lắc? Cái gì á? Một áo, một gậy. Một áo là áo mặc hay áo cầm tay vậy? Áo mặc. Chị trả lời như thế là đúng rồi á. Vâng, tức là áo. Nhưng mà tôi hỏi chị câu là chị không có trả lời được đâu. Áo đó là áo trong hay áo ngoài ạ? Áo trong hay áo ngoài? Áo trong ạ. Áo trong là chính xác ạ. Đấy, chị còn nói thêm nữa. Hành trang của người môn đệ là sự gắn bó mật thiết với Đức Giê-xu, đời sống khó nghèo, tâm hồn đơn sơ phó thác và tấm lòng biết cảm thông mang theo hết. Đang nói chuyện vật chất hơn là tinh thần. Tinh thần thì sẽ nói chuyện tinh thần. Bây giờ về cái này đó, anh chị em thấy tôi đặt câu hỏi tôi phải đặt từ từ, nó mở từ từ chứ đâu có dám mở nhanh rồi còn gì đâu mà hỏi. Vâng, thế thì ở đây rốt cuộc các môn đệ được mang những gì? Cấm đủ thứ hết. Vâng, và như thế thì Đức Giê-xu cấm, tôi hỏi chị nè, cấm mang cái gì? Dạ thưa cha là cấm mang dép và mần gậy. Xin lỗi. Dạ thưa là cấm không được mang lương thực, bao bì, tiền đồng bị đắt lưng. Trời, sao lại bao bì? Bao bì ạ. Bao bì. Và tiền đồng để dắt lưng ạ. Cái gì? Không mang bao bì. Dạ. Không mang gì nữa? Tiền đồng để dắt lưng ạ. Tiền đồng. Không mang lương thực ạ. Và ba thứ không mang ạ. Đấy. Vâng. Vậy anh chị em thử nghĩ đến ba thứ mà cấm xem.
anh chị em mới thấy là không mang mấy cái thứ đấy là rắc rối to nhỉ. Có đúng không? Anh chị em đi từ nhà đến đây mà đi học lời Chúa đó mà không đem theo đồng nào là rắc rối lắm ấy, cán đinh là rắc rối. Có phải không ạ? Đụng xe là gì đó mình không có đền được, đấy phải không? Thứ hai nữa, có ai đi học hôm nay mà không mang một cái túi bị không? Đó, ai cũng mang một cái túi. Thế nào đựng? Lúc nãy tôi có gặp một chị, tôi nói chị là phải cẩn thận, coi chừng bị giật đồ đó. Tại tôi mới nghe có hai người bị giật đồ rồi. Thì đây anh chị em rất cẩn thận, nhớ mang cái túi xốp thì tốt hơn đấy. Xấu tí người ta nghĩ cho đấy không có cái gì. Thầy đang mang túi á, anh chị em biết mang túi là quan trọng lắm. Bởi vì chính cái túi như vậy mình mới đựng đồ được, phải không? Và hơn thế nữa, mình có túi người ta cho đồ thì mình mới có chỗ mà đựng chứ. Thế đi người không có túi ra lấy cái gì mà đựng đấy. Anh chị em thấy không? Đấy, thành ra cái túi là rất quan trọng. Ngay cả một... Vâng, con. Thưa cha, con thắc mắc là tại sao không cho được mặc hai áo rồi lấy gì thay cha? Rồi lúc thay đồ thì thay làm sao? Áo đồ thay, không lẽ quá bận hoài. Đây đây, có người, có bà này trả lời dùng đây. Ủa? Cái gì làm sao chị? Rồi ai trả lời dùng mà sao khó dữ vậy mẹ? Dạ thưa cha, là có Chúa lo liệu rồi, không có sợ gì hết. Vâng, đấy, tức là có ai thích trả lời. Tôi thích anh có vẻ thích ấy. Anh sao anh thích cái trả lời gì một áo, anh trả lời dùm coi cái sao cái gì một áo đó. Đấy. Như vậy là thứ nhất là anh chị em thấy là anh chị em đừng có quên là cái việc mà không có mang tiền này là rắc rối này, không mang bị cũng rắc rối này, và chỉ mang một cái áo ngoài với một cái áo trong thôi đấy. Đấy, thế thì nếu mà chỉ mang như thế thì chị hỏi là giặt như thế nào? Trong một cái nền văn minh như chúng ta đó, mỗi người chúng ta đó, anh chị em nào mà về nhà chiều nay kiểm tra lại cái tủ quần áo của mình, anh chị em sẽ đến mệt nghỉ đấy, đúng không nào? Nó nhiều một cách ghê gớm mà. Nó nhiều mà tôi cũng thấy tôi có nhiều một cách ghê gớm mà tôi đang định tống nó đi đấy, anh chị em. Thành ra chúng ta có rất nhiều quần và áo. Đến độ mỗi lần chúng ta phải đi mặc đồ đi ra ngoài, chúng ta rất bối rối vì không biết phải mặc cái gì. Đấy, có những người ít đồ thì họ không bối rối bởi vì họ chỉ có hai bộ à. Đó, thành ra. Nhưng mà anh chị em hỏi tôi không có trả lời câu này ạ. Bởi vì tôi cũng là người thứ hai thế kỷ 21. Tôi không thể hiểu được làm sao mà một người có một bộ đồ thì làm sao giặt đồ như thế nào. Đấy, đấy là khó hiểu lắm á. Nhưng mà như thế thì thật là nghèo á nhỉ. Đấy, thật là nghèo. Chỉ có mỗi một bộ đồ, cái bộ đồ mà áo bên ngoài là khá quan trọng. Thì may là có cái áo trong với áo ngoài. Tôi xin báo chị cái tin vui đấy. Nếu có áo trong và áo ngoài, lúc giặt áo ngoài ta mặc áo trong, lúc mà giặt áo trong ta mặc áo ngoài, không đến nỗi nguy hiểm lắm. Nên chị không... Cái gì á? Đâu có quần đâu. Ở áo còn quần gì nữa. Vâng, đấy thế. Anh chị em thấy như thế là kể là cũng hơi phê đấy. Vâng. Cái áo ngoài người ta, người Do Thái ấy, thường coi dùng như cái chăn đấy. Đấy, họ có những người nghèo nên luật của Do Thái là ai mà cầm cố đó phải không, thì buổi tối phải trả lại cho người ta cái áo ngoài. Bởi vì cái áo ngoài là cái áo đắp người ta lúc để thay cái chăn, mà anh còn giữ cái áo ngoài vậy tối nó nằm nó lạnh tội nghiệp. Và thưa anh chị em, cái áo ngoài là cái áo dơ hơn cái áo trong, đúng không nào? Vì nó ở ngoài nó dơ hơn. Còn cái áo Đức Giêsu khi bị đóng đinh, ngài cũng bị lột áo, cả áo trong lẫn áo ngoài. Cái áo ngoài dơ nên người ta không ai đoái hoài đến, còn cái áo trong người ta làm gì các bạn, anh chị em biết không? Người ta làm gì? Đúng rồi, người ta biểu ngu gì cái áo trong này coi còn được. Bởi vì đặc tính của áo trong là không có đường may ấy. Dường như là tôi cũng chưa nhìn thấy. Nhưng mà nhìn chỗ không áo trong ạ, không phải áo ngoài, áo trong ấy. Thì cái áo trong đó nó là cái áo ở đấy. Thế thì cái áo đó thì cắt ra thì tội nghiệp đấy. Thế thì bây giờ hỏi này, bắt đầu đến câu hỏi từ nãy nói chuyện ngoài thôi. Rốt cuộc các mội ma được mang cái gì? Thì mang cái gậy. Các bạn, anh chị em biết đi đường xa cái gậy cũng quan trọng ạ. Để chống. Rồi.
gậy này rồi dép, dép thì cũng quan trọng vì đường ngày xưa nó đâu có êm như bây giờ, mà nếu lại nóng nữa chẳng hạn thì rất là nguy hiểm, và chân thì cứ bị tiếp xúc trực tiếp với đất như thế là dơ dáy lắm đấy. Thì là dép cũng quan trọng, áo không, rồi lúc nãy vậy được mang một áo phải không? Rồi bây giờ tôi câu hỏi nè, câu hỏi này đơn giản là so sánh cái đoạn 6 chương 8 câu 8 đến câu 9 với hai đoạn của Matthew và Luca, thì chúng ta thấy ở đây có gì khác không? Đấy thì rõ quá nhỉ. Anh chị em nào thấy ai chưa trả lời này? Rồi, thấy có gì khác không ạ? Thưa cha, so sánh cái đoạn Marco với lại Matthew thì Matthew lại còn ngặt nghèo hơn. Vâng, anh không được nghe. Mang cả dép và gậy nữa. Không dép, không gậy. Vâng, so với Matthew và Luca đều thấy như vậy phải không ạ? Dạ. Còn cái Luca mà 10 chương 10 câu 4 lại còn ngặt nghèo thêm một mấy nữa là mà ngày xưa thì con không hiểu là Chúa dặn là không được chào hỏi ai. À, không được chào hỏi ai, với cái đấy thì dễ hiểu hơn đấy. Không được chào hỏi ai dọc đường, phải không ạ? Đấy. Nhưng mà như thế anh chị em thấy là thứ nhất là ngay cả giày mà Marco cho phép thì ở Matthew và Luca Chúa không cho đi dép, vậy đi trên đất. Anh chị em cứ thử đi trên đất là biết liền. Đó, rồi đấy, rồi gậy cũng không được. Như thế là rất mong manh. Đúng là có những cái nguy hiểm dọc đường hay cái vững của đường lúc mà mình leo lên hay xuống dốc ấy, nó cũng cần thiết cái có cái gậy mà cũng không có. Rồi còn không được chào hỏi nữa thì tôi chỉ nói ngay cho anh chị em biết, nếu mà không chào hỏi, bởi vì nghe nói rằng người Do Thái chào hỏi nhau rất dài, tức là họ mà chào nhau là nó dài lắm cả. Ồ, nó dài lắm, bởi vì họ thích nhau, đại khái cái kiểu họ như vậy. Họ nói ba điều bốn chuyện họ tám với nhau là thôi là quá trời đó. Và chính vì thế nên Đức Giêsu nói thôi đó, ở đây là tôi đừng có chào hỏi để tránh mất thì giờ. Tránh mất thì giờ, bởi cái công việc mà mình đi loan báo tin mừng là cái công việc quan trọng và cần gấp rút, mà mình cứ đứng đó mà mình cứ nói chuyện với nhau thì hết giờ mất thôi. Đấy, thế thì câu hỏi kế tiếp mà chắc không biết có ai mà dám trả lời không, là tại sao lại có những khác biệt ấy? Đó, tại sao lại có lúc thì ở đoạn phúc âm Matthew, Luca thì nó là không có mang gậy, không có mang giày nha, không mang xăng đan. Đấy, rồi tại sao ở Marco thì lại cho phép mang như thế? Anh chị em có biết tại sao không? Có ai biết không? Ở tôi cũng không biết. Nên thôi đâu có ai biết được. Đấy, thành ra mỗi một nơi không biết có phải là vì... À đây có người biết hả? Ông sao hay dữ vậy ta? Tôi không biết mà ông biết hay. Thưa cha, con theo con nghĩ thì có ba nguyên nhân để có cái sự khác biệt như thế. Nguyên nhân thứ nhất có thể là vì cái quan điểm của mỗi một người biết có khác nhau. Có thể có người nhìn ở một cái khía cạnh tổng quát, có người nhìn ở cái khía cạnh nó chi tiết. Và cái nguyên nhân thứ hai là cái nguyên nhân mà cái thời gian thực hiện viết sách của các môn đệ cũng có lẽ là khác nhau, không cùng một cái thời gian. Và cái nguyên nhân thứ ba, con nghĩ là chắc có lẽ tùy vào cái phong tục tập quán của từng vương miền mà các môn đệ đã đến đó. Thưa cha hết. Vâng, tôi cảm ơn anh cũng nói những điều rất là hay đấy. Tôi cũng có đồng ý một hai điểm. Thứ nhất là Đức Giêsu có nói người ta không được mang cái này, không được mang cái kia. Nhưng mà sau ngày khi Đức Giêsu về trời, rồi các môn đệ nói về những cái chuyện đi rao giảng đó, thì mỗi một vùng đó, nó có những cái riêng tư. Và vì thế nên mỗi một ông tác giả viết tin mừng, ông ở vùng đó, ông Marco ông ở vùng đấy, ông Matthew, ông Luca ở vùng đó, thì cái thời ấy ở vùng đó thì có khi lại ngặt nghèo chăng. Đấy, không có cái này, không có cái kia. Cái vùng của ông Marco thì người ta nói là ồ, chuyện đó thì không có vấn đề gì, chuyện đó là chấp nhận được, và vì thế nên đồng ý cho. Thế nên anh chị em thấy có những cái độ chênh nhau chút đỉnh như thế về một số những chi tiết. Nhưng mà ai cũng biết rằng có một cái điểm rất chung, lát nữa chúng ta biết đâu, hay là bây giờ chúng ta nói một cái điểm rất là chung, là Đức Giêsu đã không cho người ta mang nhiều thứ cồng kềnh đi đường. Anh chị em tưởng tượng xem, ngay cả đối với Marco mà cho mang gậy với lại đi dép, dép nó dính vào chân rồi đâu phải mang gì đâu. Đấy, đi dép, rồi có mỗi một bộ đồ thôi, đâu có mang hai áo đâu. Đấy, thì có mỗi một bộ đồ như thế thì anh chị em thấy
là các tất cả các nơi đều như vậy, là nói chung chỉ có khác nhau về cái chuyện đi gậy với dép thôi, chứ áo là ai cũng vậy như nhau à. Thế thì anh chị em thấy xem, đó là như thế. Anh chị em mà ngắm nhìn cái người đi truyền giáo mà dưới mắt của Giê-xu, và cái người ấy cũng chính là Giê-xu ngày xưa đã từng đi như vậy, thì anh chị em mới thấy họ nhẹ đến mức nào. Tôi mắc cỡ, bởi vì tôi đi đâu tôi cũng phải xách một cái giỏ anh chị em, và khá nặng, đủ mọi thứ xách chứ. Và anh chị em thấy mấy người này nhẹ quá đi, đi đường xa như thế mà không có một cái giỏ, đi đường xa như thế mà không có phí để đựng tiền, nghĩa là không có gì để bảo đảm. Và đi đường xa như thế mà không có đồ ăn, anh chị em thấy không? Đi đường xa như thế mà chỉ có mỗi bộ đồ để mặc. Và như thế anh chị em thấy nó kinh khủng, kinh khủng. Chúng ta không dám nghĩ. Anh chị em biểu, cha à, cái đoạn tin mừng này có đánh động ai không cha? Có làm cho ai bị ngây ngất? Có đấy, có đấy. Ông Thánh lập dòng của tôi cũng ngây ngất về đoạn tin mừng này. Và anh chị em biết có một người cũng hết sức ngây ngất, và ngây ngất đến mức độ là muốn thực sự sống y chang như thế. Anh chị em hiểu không? Tức là rất muốn có nhiều vị lập dòng, cũng khao khát sống y chang như thế, Chúa nói như thế, thì ta cứ nghĩ như thế. Hay đúng hơn là hết sức nhấn mạnh đến việc phó thác cho Chúa, phó thác cho Chúa, và để cho Chúa lo trên cái bước đường truyền giáo của mình. Người đó cũng là Thánh Francisco Assisi, lập ra dòng Thánh Francisco mà người ta gọi Thánh Francisco khó nghèo hay Francisco khó khăn, tức là cũng mê mệt. Anh chị em biết những đoạn tin mừng này chúng ta đọc, chúng ta vừa đọc vừa cười. Có chị hỏi trời, có một bộ đồ dặn sao đấy, chỉ có người như thế, nhưng mà nó lại quá hút. Và cái hình ảnh của người đi như thế này đẹp quá, đến mức độ là có nhiều ông lập dòng và nói không, chúng ta phải sống như thế. Chúng ta phải hoàn toàn sống trong một cái sự bấp bênh, một cái sự mong manh, một cái hoan để mà chúng ta không có dựa vào cái gì hết á. Chúng ta mà có tiền, chúng ta mà có bị, chúng ta lúc nãy có một chị đã nói gậy để làm gì, chị nói gậy để, chị nói gậy để đánh chó nữa. Cũng có thể không phải chỉ con chó mà còn nhiều con khác nữa, đúng không nào? Nhưng mà như thế, nếu đúng chị nói đúng, không có gậy là bị con này con kia là không có làm ăn gì được, không có cách nào nữa. Là tôi không có cái gì để tôi tự vệ. Cái gậy chẳng những là để vững khi đi đường, mà cái gậy cũng là để tự vệ đấy chứ, để mình có thể đánh được này kia, kể cả nếu mà con nào nó ăn cướp mình thì mình còn đánh được. Không có gậy là coi như kẹt, thấy không? Tiền không có, gậy không có, túi không có để đựng, anh chị em hiểu không nào? Quần áo như thế, mà thậm chí những đoạn văn khác còn nói dép cũng không có nữa thì thôi rồi, anh chị thấy có nghĩa là thua, hoàn toàn tay trắng. Và như vậy lúc nãy tôi có nói với anh chị em, nếu mà một người đi như thế này là hoàn toàn dựa vào Chúa, thì lát nữa anh chị em sẽ thấy một câu kế tiếp, hoàn toàn dựa vào Chúa cũng có nghĩa là hoàn toàn dựa vào lòng tốt của thập phương bá thánh. Anh chị em, tức là lựa vào con người, tức là may ra gặp bà này bái tốt bái cho thế thôi. Dạ, bữa này vui, bữa này có đồ ăn rồi đó nha. Còn ngày mai gặp bà này bà ấy không chấp nhận đấy thôi, phải chịu. Ngày mai có thể là ngày mai đói, ngày hôm nay thì được ăn tiệc, ngày mai có thể không. Và như vậy anh chị em biết, chúng ta không ai thích cái bấp bênh, không ai thích cái bấp bênh. Và chúng ta sẵn sàng dành tiền để mua bảo hiểm. Ông có mua bảo hiểm không? Ông có nói thật đi. Dạ thưa có. Bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm đủ thứ, Prudential, luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu, luôn luôn bảo hiểm. Có bảo hiểm thấy người vững vàng hẳn ra, thấy không nào? Đấy thế. Vâng, người ta có nhiều bảo hiểm, anh chị em biết, bảo hiểm cháy nhà chẳng hạn, bảo hiểm xe cộ, bảo hiểm nhân thọ. Nếu mà chết bỗng nhiên, mày chết lăn đùng ra như thế là con cái mình vớ được một cái số tiền rất lớn, là thừa sức để làm đám tang đấy chẳng hạn. Anh chị em thấy chúng ta luôn luôn thích cái, chúng ta chưa bao giờ thích cái bấp bênh. Chúng ta không bao giờ muốn tự cài mình vào cái thế bấp bênh ấy. Chúng ta chỉ thích cái gì mà càng vững là càng tốt thôi. Thành ra ở đây Đức Giê-xu khi đưa những anh môn đệ này đi trên cái con đường cùng với Ngài, cả Ngài lẫn họ đều chấp nhận ném mình vào cái bấp bênh.
mà người ta chỉ nên mở miệng nói rằng tôi tin tưởng vào Chúa khi người ta trắng tay thì người ta nói như thế mới đáng tin ạ. Chứ anh chị em tưởng tượng như ông có 2.000 đô trong túi, ông nói dạ thưa cha, tôi rất tin vào Chúa, trong túi tiền như thế, đi như thế, vững vàng như thế thì làm gì mà nói tin vào Chúa được. Thế nên khi người ta thực sự không có gì thì lúc đấy nó mới là đáng tin. Vâng, như vậy anh chị em thấy câu số 4 đấy, đọc Marco chương 6 câu 10, tại sao Đức Giêsu bảo hãy ở lại nhà đó cho đến lúc ra đi, chương 6 câu 10. Vâng, chương 6 câu 10. Đấy, tôi nhìn theo rồi, câu 10 đấy. Người bảo các ông, bất cứ ở đâu, này anh chị em nghe lại, bất cứ ở đâu, khi anh em đã vào cái nhà nào thì nhớ ở lại đó cho đến lúc ra đi. Tôi xin nhắc thêm một chi tiết bé mà tôi mới đọc được, tôi cũng thú vị. Vào nhà nào, tức là khi đi vô cái làng nào đó, đến cái nhà đầu tiên nào mà người ta tiếp mình đi vô rồi, thì Đức Giêsu nói hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi. Rồi ai chưa nói bao giờ này, xin đặt câu hỏi này, ở lại đó cho đến lúc ra đi nghĩa là gì? À, rồi để, sẵn sàng chưa? Vâng. Rồi. Thưa cha, con nghĩ là khi mà lần đầu tiên tới một người nhà nào đó để mình nói một cái điều gì đó, không phải nói một lần mà người ta nghe, nhưng mình phải ở lại để mình sống với họ và mình thực hiện những cái gì mình nói. Vâng, yeah. Vâng, rồi cảm ơn. Rồi thưa cha, ý con cũng giống như ý vậy đó, con nói là ở lại đó để nói về Chúa cho người ta hiểu. Vâng. Khi người ta đã hiểu và yêu Chúa thì mình mới ra đi. À, vâng, cảm ơn chị ạ. Có ai nữa không ạ? Đến đây, ủa sao ngồi không vậy? Ở lại đó cho các anh chị em thử đoán coi, ở lại đó cho đến lúc ra đi. Rồi có một người đấy, chúng ta phải tìm những người can đảm. Dạ thưa cha, con nghĩ là có hai lý do. Thứ nhất là không phải là nhà nào cũng sẵn sàng đón tiếp các tông đồ, thì khi mà nhà nào đón tiếp thì Chúa dặn các tông đồ ở lại để vậy khi mà đi thì không được đem gì hết, thì chắc là Chúa cũng muốn có một cái sự mà yên tâm cho các tông đồ trong thời gian rao giảng ở đó. Và cái ý thứ hai là con nghĩ cái đó cũng là một cái ơn mà Chúa muốn ban cho cái gia đình đó, gia đình nào mà đón tiếp các tông đồ thì dạ, đương nhiên là sẽ nhận được nhiều cái ơn. Vâng, Chúa. Vâng. Dạ, thưa hết ạ. Rồi. Người, vâng, đây là người. Thưa cha, theo con nghĩ thì khi mà sống hoàn toàn cậy dựa vào Chúa, khi mà mình ghé cái nhà đó thì không cũng tùy thuộc là không chắc chắn là nhà đó có giàu hay là nghèo, thì giàu hay nghèo thì cũng không biết được. Dạ. Có cái khi mà nếu mà nghèo thì mình cũng ráng mình ở, chứ không phải là nghèo là mình nghỉ cái nhà đi cái nhà khác, rồi sống là sống một cái tâm tình phó thác thì cũng phải là như vậy. Vâng, thưa, xin báo cho anh chị em biết. À, chị có để nói thêm có giống như vậy không ạ? Dạ thưa cha, ở đây theo như cái cảm nhận của con á, thì không biết có đúng hay không, nhưng mà con nghĩ cái chữ ở lại này nó hơi đồng nghĩa cái chữ ở với khi mà các ông ở với Chúa Giêsu. Thì khi mà đi truyền giáo như thế thì đến ngôi nhà nào đó tiếp họ thì cũng cần có một thời gian ở với để mà người đó cảm nhận, rồi người đó cũng sẽ là một trong những cái nhân tố. Rồi một người cuối, chị chưa nói lần nào đúng nè. Vâng. Thưa cha, là ở lại nhà đó là coi như là mình chấp nhận cái lòng hiếu khách của người ta khi người ta mời mình ở lại. Dạ, vâng. Cái câu vừa rồi của một chị trả lời là chính xác đấy ạ. Tức là chị nói rằng khi tôi vô một nhà này, tôi ở lại nhà người ta chờ đến lúc ra đi, có nghĩa là dù người đó, chị trả lời rõ lắm, dù cái nhà đó họ nghèo. Họ nghèo thì họ tiếp mình có gần đó thôi, họ cho mình ăn cơm rau thôi. Thì và không phải vì thế mà mình thấy cái nhà kế bên sau khi mình ở đó một thời gian á, mình thấy nhà kia ngon hơn á, nếu cứ ngon hơn có lẽ mình nên dọn nhà, mà người kia người cũng thích mình ấy, rồi thôi bỏ này như thế. Đấy thì ở đây là ý muốn nói như vậy, chúng tôi không tìm cái chỗ tốt hơn anh chị em. Và chúng tôi ngay khi chúng tôi đến nhà đầu tiên người ta đón chúng tôi, thì chúng tôi coi cái nhà đó như một thứ trụ sở để chúng tôi làm việc.
Chúng tôi có thể đi làm cái này cái kia, rồi tối chúng tôi ở đấy, chúng tôi ăn ở đấy, nhưng tôi đi làm việc và chúng tôi chấp nhận cái mức sống của cái nhà đó. Và chúng tôi không tìm cái chỗ tốt hơn, hay là dù người ta có mời tôi đi nữa thì tôi không đi tốt hơn. Vì cũng có thể có một lý do là nếu mà tôi cứ đi chọn nhà giàu mà tôi ở đó, thì như thế những người nghèo sẽ rất tủi thân. Và trong cái làng đó, trong cái cộng đoàn đó, như thế người ta lại phân biệt nhau. Phân biệt có những nhà người giàu thì các người truyền giáo thích đến, như bây giờ nói là các cha thích đến thăm, các cha đi thăm nhà người giàu thôi. Còn những người nghèo như ông này không đến, ít, rất rất ít khi đến. Đấy, anh chị em hiểu, cái đấy là một cái nguy hiểm có thật. Thầy nói cái câu này cũng nhắc tôi đấy chứ. Đấy, tôi đến nhà nào, tôi đi thăm nhà nào, có nhiều khi chúng ta phải chọn. Đấy, vâng, như vậy thưa anh chị em, trong Marco chương 6 câu 11, đấy, chương 6 câu 11 thì có nói như vậy. Là anh chị em thấy cái câu vừa rồi là nói đến việc là có những cái nhà mà họ đón nhận mình. Đấy, nhưng mà tuy nhiên ai mà quên cái này thì không nên quên là có những người không đón nhận. Đấy là cái thân phận của một người đi truyền giáo anh chị em. Chứ đâu có phải là lúc nào mình đi là tự nhiên người ta hớn hở, người ta vui mừng, người ta đón tiếp, giăng cờ đâu, không có đâu. Có những khi người ta không chấp nhận. Còn lý do tại sao người ta không chấp nhận thì không biết. Rồi người ta không chấp nhận thì người ta như thế nào? Chúa sẽ cư xử như thế nào với người ta? Nếu người ta cứ cố chấp và người ta vì lý do gì đó người ta không đón mình thì cái chuyện đó là chuyện của Chúa. Nhưng mà câu 6-11, tôi xin ai đọc cho tôi câu 6-11 xem, đối với những người mà không chấp nhận mình thì phải làm sao? Vâng. Còn nơi nào người ta không đón tiếp và không nghe anh em, thì khi ra khỏi đó hãy dụ bụi đất dưới chân để tỏ ý cảnh cáo họ. Vâng, như vậy. Phản đối, đây là cái chữ này là khó dịch lắm, trong tiếng Hy Lạp cũng không có nói rõ. Nhưng mà anh chị em thấy ở đây có hai câu nhỉ, tức là cái người nào mình đến mà họ không tiếp đón mình, anh hiểu không? Tức là mình đến mà người ta lại không tiếp đón. Thứ hai là người ta cũng không lắng nghe. Đấy, như vậy là cố gắng họ ý cưỡng lại. Còn lý do tại sao họ cưỡng lại thì cũng không rõ, chỉ biết là không muốn đón nhận mình. Thì lúc đó ở đây Đức Giêsu bảo rằng thôi, người ta không chấp nhận mình thì mình đi thôi, chứ làm sao giờ, chứ ai mà đi cãi nhau với họ làm chi cho nó mệt. Đấy, thế. Và ở đây có một cái cử chỉ mà có nhiều người trong anh chị em rất là khó chịu. Anh chị em bị ủa làm gì mà ta sao lại rũ bụi chân. Anh chị bảo sao kỳ quá à? Bây giờ chúng ta đâu có làm như thế nhỉ. Người Việt Nam không bao giờ làm cái chuyện mà lại rũ bụi chân. Thế anh chị em biết là cái gì ạ? Rũ bụi chân là như thế này. Người Do Thái đó, họ coi ấy, như thế này, họ coi cái đất của những người dân ngoại là ô uế. Đất của người dân ngoại là ô uế. Nên khi tôi ấy, mà tôi đến cái phần đất của dân ngoại thì cái bụi ô uế dính vào dép tôi, dính vào chân tôi ấy. Nhất là nếu mà tôi đi chân đất thì chắc chắn là dính vào chân tôi. Thế thì nếu mà tôi lại lấy cái bụi ô uế đó, tôi lại đi về nước của tôi, nếu nào mà tôi lại đến với nước của tôi là nước Do Thái, là đất thánh, đất của Chúa, đất thánh, thế mà tôi lại đem cái bụi ô uế vào đất thánh thì thật là không nên. Chính vì thế nên điều tốt nhất là tôi rũ bụi lại, tức là những cái bụi ô uế tôi không muốn đem về đất thánh. Đấy, thì có thể là cái chuyện rũ bụi chân đó, anh chị em, là lúc đầu là nó là như thế đấy, chứ không phải nó là một cái cử chỉ. Bởi vì thôi bây giờ chỗ đấy là đất dân ngoại, giờ tôi đi về, giờ tôi về nước của tôi là tôi không có đem theo cái ô uế đấy, tôi rũ bụi chân. Còn ở đây những anh môn đệ này đã đến nhà người ta từ chối. Ở đây có nói đến rũ bụi chân, thì dĩ nhiên rũ bụi chân thì có nghĩa gì? Chắc có nghĩa hơi tiêu cực một chút, có nghĩa là đấy, nhà anh ấy đấy, thì tôi đã đến rồi đấy, thì mà anh không có tiếp đón tôi thì thôi, tôi cái cử chỉ giữ bụi chân như là cái cử chỉ là tôi không có dính với anh, tôi không có chịu trách nhiệm với anh nữa. Tôi có bổn phận mang lời Chúa đến cho anh mà anh từ chối thì thôi. Nó như cái cử chỉ giữ bụi chân ở đấy cũng chẳng phải khinh bỉ gì ai đâu, mà nó cho thấy rằng là tôi không có trách nhiệm với anh nữa. Tôi không muốn dính dáng đến anh nữa, không dính dáng với anh nữa, bởi vì anh cũng chẳng muốn dính dáng đến tôi, nên thôi, thế chúng ta là thôi, không có dính dáng gì với nhau. Đấy, cái cử chỉ như vậy.
Và nhưng mà cũng có thể theo cái bản dịch này đã dịch một cách rõ ra cái điều mà nguyên bản nó không có rõ đấy, như vậy đó là rũ bùi chân là để phản đối, để cảnh cáo đó, đại khái như vậy. Thế vâng, thế giờ thử đọc xem, anh chị em thử đọc thí dụ như Luca trước cái nào. Luca thì là rõ hơn đấy, Luca là khá rõ rũ bùi chân nghĩa là gì. Luca chương 10 câu 10 đến 12, Luca chương 10 câu 10 đến 12. Không vào bất cứ thành nào mà người ta không tiếp đón thì anh em ra các quảng trường mà nói: ngay cả bụi thành các ông dính chân chúng tôi cũng xin rũ trả lại các ông. Tuy nhiên, các ông phải biết điều này: triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Thầy nói cho anh em hay, trong ngày ấy, thành Sodom còn được sự khoan hồng hơn thành đó. Vâng, cảm ơn chị. Chị có thấy cái câu nào mà cho thấy là cái nơi mà không có đón tiếp á, thì cái nơi đấy bị Chúa phạt không? Có câu nào mà trong câu những câu chị đọc á, mà cho thấy rằng là như vậy, không đón tiếp là bị phạt đấy. Đấy, rũ chân. Thưa cha, con thấy là thành Sodom. À đúng rồi, cái câu cuối cùng phải không ạ? Đấy, đấy, thành ra rũ chân cũng có thể là một cử chỉ mà như lúc nãy đang nói là cảnh cáo hay là phán xét gì đấy. Vâng, đấy, chứ không phải chỉ là rũ chân, chỉ là nói là tôi không có dính dáng với anh, mà thậm chí còn hơn nữa là anh ấy, anh sẽ bị phạt về cái tội mà anh đã không chấp nhận như vậy. Câu số 6 anh chị em ạ, số 6, Marco chương 6 câu 12 đến 13. Xin nhờ một chị nào chưa đọc mà đọc một lần. Vâng, chị. Marco chương 6 câu 12 đến 13. Các ông đi giao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối. Các ông trừ được nhiều quỷ, sức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh. Đây chị trả lời, các môn đệ đã ra đi. Này, nhớ cái chữ quan trọng mà các chị anh chị em lại chưa để ý là Đức Giêsu đầu tiên là sai các môn đệ đi, đúng không nào? Sai các môn đi nhưng mà nói là đừng phải mang cái này mang cái kia là sai, nhưng mà thực sự các môn đệ có đi chưa? Đi chưa? Thực sự có đi không? Dạ, lúc đó chưa đi ạ. Bây giờ khi nào bài câu chủa chị là đi chưa? Câu này thì đi rồi ạ. Đi chưa? Dạ đi ạ. Đi rồi, chị đọc lại xem đi chưa nào. Các ông đi giao giảng kêu đấy, gọi người là đi ta rồi. Lúc đầu là chưa đi, bây giờ là đi rồi. Đúng không nào? Ngay cái đoạn đầu mình đọc là chưa đi, đúng không? Là Đức Giêsu mới bắt đầu sai đi, còn bây giờ là sai đi rồi này. Rồi bây giờ trả lời này, các môn đệ đã ra đi, đấy chữ đã là quan trọng, đã ra đi và làm được những việc gì? Chị thử nói xem làm được những việc gì. Là các ông trừ được nhiều quỷ, trừ quỷ, dạ, sức giàu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh. Vâng, đấy là những việc các môn đệ làm, có phải không ạ? À, thế vâng, thế có ai định thêm một việc nữa nào nữa không ta? Thưa cha, các ông đi rao giảng. Rao giảng cái gì? Giờ câu nào chị đọc cái câu lên. Các ông đi rao giảng kêu gọi người ta ăn năn sám hối. À chính xác đấy. Vâng, đấy, như thế là ngoài những cái việc này việc kia đó thì còn có việc vâng, các ông đi rao giảng, đúng rồi, như vậy câu 12 đó có cái rác rao giảng, kêu gọi người ta hối cải và trừ quỷ này, chữa bệnh này. Đây câu hỏi nó bắt đầu khó hơn này anh chị em. Các môn đệ làm những việc, câu hỏi này, những việc đó có gì đặc biệt không? Thế là tôi giúp trả lời bằng câu là đọc Marco chương 1 câu 15. Câu này là dễ dành cho những người chưa trả lời bao giờ. Vâng, có ai chưa từ nãy giờ chưa không? Chị đọc Marco chương 1 câu 15 này, chị trả lời xem. Marco chương 1 câu 15. Đấy, lúc nãy là đấy, Đức Giêsu là các môn đệ đã làm như vậy. Thế 1:15. Người nói thời kỳ đã mãn và triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng. Đấy chị, đấy như vậy là ai mời người ta sám hối? Dạ thưa Chúa Giêsu. Thế bây giờ cái vừa rồi đó các môn đệ có làm như vậy không? Dạ thưa có. Đó, chị thấy trong câu mà lúc nãy mình đã học là câu chương 6 câu mấy vậy? Chị có dạ. Nhớ không? Chương 6 câu mấy? Câu 12. Câu 12 phải dạ. Không? Đấy cũng mời.
Chị em nhớ không? Như vậy Đức Giê-xu đã mời các môn đệ làm cái điều mà mình đã làm đấy. Là mời đi rao giảng và mời giảng về sám hối. Bây giờ tôi hỏi cái này thì nó hơi thừa bởi nó dễ quá. Chứ anh chị em thấy không? Anh chị em, nhưng mà ai làm thật nhanh nè. Để cái chương 6 này nè, từ phía trước chương 6 có chỗ nào nói Đức Giê-xu trừ quỷ không? Đấy, Đức Giê-xu nói các môn đệ là mấy anh lo đi mà trừ quỷ. Thế Đức Giê-xu có chỗ nào nói trừ quỷ không? Có chỗ nào Đức Giê-xu chữa bệnh cho người ta không? Đấy, lúc nãy mình thấy là có chỗ Đức Giê-xu nói là Đức Giê-xu đi rao giảng về nước Thiên Chúa, mời người ta sám hối thì có rồi. Nhưng có chỗ nào trừ quỷ không? Nhiều. Thí dụ như đoạn nào? Thưa mắt câu 1 từ câu 23 đấy. Đúng rồi, đấy là phép lạ trừ quỷ đầu tiên của Đức Giê-xu. Trừ quỷ ô uế lần đầu tiên. Vâng, lần đầu tiên tại đâu? Tại Ca-phác-na-ôm trong hội đường. Trong hội đường rồi, dạ. Ngoài ra còn đâu nữa không ạ? Vâng. Dạ thưa cha, Chúa Giê-xu trừ quỷ ở vùng đất trên ngoại Gê-ra-sa. Đọc chương mấy? Dạ là chương 5. Chương 5 đã anh dạy ở đâu nè, cũng là trừ quỷ đấy. Đó. Như vậy Đức Giê-xu có trừ quỷ. Vâng. Thế có ai cho biết anh có chỗ nào Đức Giê-xu chữa bệnh cho người ta không? Có nhiều lắm phải không? Đấy thôi. Như vậy thôi không nói nữa. Bây giờ chỉ tóm lại nha. Tóm lại nè. Đức Giê-xu đã mời các môn đệ làm những điều mình đã làm. Đức Giê-xu cho đố anh chị em biết á, là đố anh chị em biết trong cái bài phúc âm của mình hôm nay mình học á, có cái chỗ nào mà nói Đức Giê-xu cho họ cái quyền làm ở đó không? Đang câu 7 hả cha? Chương 6 câu 7. Chương 6 câu mấy? Câu 7 đọc câu 7 coi. Người gọi nhóm 12 lại và bắt đầu sai đi từng hai người một, người ban cho các ông quyền trừ quỷ. Ở đấy, ban cho các ông quyền trừ quỷ. Như vậy là Đức Giê-xu có thể trừ quỷ. Và Đức Giê-xu lại hơn thế nữa, còn có cái quyền là tôi cho chị trừ quỷ. Chứ mày nói là chỉ có tôi trừ thôi, mấy bà này biết gì không? Đằng này không, Đức Giê-xu lại còn cho có môn đệ trừ quỷ. Đức Giê-xu chữa bệnh và Đức Giê-xu lại cho các môn đệ quyền chữa bệnh. Đức Giê-xu đi rao giảng tin mừng, mời người ta sám hối và Đức Giê-xu nói các anh hãy làm. Anh chị em biết không, cái điều tôi mới nói đấy là rất quan trọng. Đức Giê-xu không bo giữ cho mình. Và anh chị em sẽ thấy Đức Giê-xu cần những người tiếp tục làm việc của Ngài. Và ngày hôm nay đó, Đức Giê-xu vẫn cần như thế. Vẫn cần như thế. Đức Giê-xu làm không xuể. Ngay thời Đức Giê-xu sống đó, Ngài đã nói rằng tôi không xuể, tôi không làm hết được. Cái đất Do Thái đó, anh chị em mà có cái bản đồ ở nhà anh chị em với có cái cháy địa cầu, lại như nó bé một cách ghê gớm. Nó bé đến mức độ không vẽ ra được. Cái nước Việt Nam còn vẽ được, nước Do Thái là không vẽ được, nó bé quá. Nó bé đến mức như thế. Vậy mà Đức Giê-xu nói sao tôi đi hoài không hết ta? Đi không hết, chưa hết được. Và vậy mà Đức Giê-xu ngay khi còn sống, Ngài đã nói tôi cần người giúp tôi. Tôi muốn kiếm 12 anh được không? Tôi xin mấy anh ấy giúp tôi. Mấy anh ấy tiếp tục giúp tôi để rao giảng tin mừng. Người ta đau yếu nhiều lắm, tôi cần người giúp. Người ta bị quỷ ám, người ta không có mất tự do, tôi cần người giúp. Ngay Đức Giê-xu, ngay thời đấy, cách đây 2000 năm, ở cái nước Do Thái bé tí tẹo đấy. Vậy mà Đức Giê-xu vẫn cần con người. Huống hồ bây giờ anh chị em thấy cái thế giới vẫn hơn 7 tỷ con người. Những người đau yếu là vô biên. Những người sống không có tự do, những người như là bị quỷ ám đấy, là vô cùng nhiều anh chị em, vô cùng nhiều. Những người chưa biết Chúa mà cần rao giảng tin mừng là vô cùng nhiều. Nước của chúng ta, anh chị em tưởng tượng coi, 93% chưa biết Chúa mà. Mới có 7% biết Chúa thôi. Đấy. Nên thế, nói thế để anh chị em biết, Đức Giê-xu mà gặp anh chị em ở trong cái phòng này, chờ với anh chị em, Đức Giê-xu nói, ê giúp tôi một chút được không? Xin anh chị giúp tôi. Tôi không đủ hết. Tôi còn sống 30 mấy năm ở đời, tôi đã đi được cái loanh quanh cái chút xíu cái nước Do Thái và tôi rất cần người giúp tôi
trong những cái công việc này anh chị em. Và ngày hôm nay anh chị em mà đến đây học ấy, anh chị em nhớ không phải để cho mình, xin anh chị em biết được chút lời Chúa nào kể mình bập bẹ cũng được, nên tìm người để nói, nên giúp ạ. Thế thôi, thật rồi anh chị em nhé. Những việc đó có gì đặc biệt không? Đấy thôi nhé. Rồi số 7 anh chị em. À cái này thì tôi nói rồi đấy, Đức Giêsu có cần nhóm 12 không? Để sai vào các làng mạc vùng Galilê. Vùng Galilê thì cũng đâu có rộng gì ghê gớm. Anh chị em không ghê gớm, tầng tỉnh của mình thôi. Đấy, thế thì Đức Giêsu có cần sai nhóm 12 vào những làng mạc đó không? Hôm nay Ngài có cần chúng ta không? Các bạn ui dĩ nhiên. Rồi, thế tôi xin kết thúc ạ, để cho anh chị em kết thúc. Câu số 8 ạ, anh chị em ơi, câu số 8 là một câu rất khủng khiếp, rất buồn cười. Câu số 8 là ai trả lời tôi cũng nghe hết, tôi không hề phản đối, bởi vì là ý riêng, anh chị em nào, ý riêng nên tôi tin là anh chị em đọc câu này, anh chị em tủm tỉm cười ạ, đấy. Và anh chị em phải thành thật đấy nhé. Thế bây giờ nếu mà những người đi truyền giáo bây giờ, đây này câu hỏi này, số 8, nếu bạn... Thưa bạn, nếu mà Đức Giêsu sống với thời đại chúng ta sống ngày hôm nay nè, thì Ngài cho phép chúng ta mang cái gì? Và Ngài bảo, ê cái này không được mang rồi nha, không được mang bóp rồi nha, không được mang mà đựng tiền rồi, không được mang đồ ăn hay là cái gì đấy. Thế và Ngài sẽ nói chúng ta đừng mang gì. Câu hỏi này câu hỏi rất thú vị. Và tôi muốn chờ anh chị em có những câu trả lời rất ngộ nghĩnh. Ở đây không ai bị chê với những câu trả lời này, sẽ rất hết sức ngộ nghĩnh. Vì giờ không có nên chắc sẽ dành cho 5 câu trả lời. Vâng. Dạ thưa cha, theo con nghĩ cái trong Kinh Thánh thì Chúa kêu là đừng mang tiền. Nhưng mà con nghĩ thời nay thì chúng ta cần mang tiền để đến cho người nghèo. Dạ, thưa cha, theo con thì Chúa sẽ ban cho chúng ta mang theo trí khôn. Thì tùy, dạ mang theo trí khôn cha. Mang theo trí khôn, được phép mang trí khôn. Thì tùy cơ ứng biến á cha. Tùy nơi, tùy vùng mà chúng ta sẽ sử dụng những cái vật dụng mà cần thiết. À tùy à, cho trí khôn để biết rằng nên mang cái gì. À hay ta, à, chả ghê thiệt ta. Tức là mang trí khôn. Chỉ cần mang trí khôn rồi từ đó biết mình mang cái gì rồi. Dạ, dạ thưa cha, theo con nó thì mang sự thật và không mang sự gian dối. Mang sự thật chứ không mang cái gian dối. Đã phải trả lời thực tế nghe. Hôm nay Đức Giêsu nói chúng ta mang gì, công tôi không có phản đối ai đâu, tôi chỉ nghe thôi. Hôm nay chúng ta mà đi truyền giáo, chúng ta đi loan báo tin mừng, chúng ta đến với cái thế giới hôm nay với những người đau yếu, với những người quỷ ám, với những người chưa biết Chúa, chúng ta mang gì và không nên mang gì. Đấy, vâng. Thưa cha, tiếp tục ạ. Dạ, thưa dạ. Cha, con nghĩ là ngày hôm nay nó đã khác rồi. Bởi vậy chúng ta phải sống thực tế. Có nghĩa là mang những cái gì cần thiết, vừa đủ. Tiền, bạc, rồi laptop, rồi iPad, rồi cái gì đem hết. Miễn là nó đủ thôi, đừng có mang thừa. Tức là không mang hai cái laptop á. Tức là không mang hai cái iPad, không có ba điện thoại di động. Vâng, tôi cảm ơn chị. Dạ thưa cha, theo như con nghĩ là phải mang lời Chúa. Tại vì cha vừa nói cái câu nói vấn đề là trừ quỷ và chữa bệnh cho mọi người. Con nghĩ là chỉ mang lời Chúa, mình để đến đó, mình cầu nguyện cho những người đó, để chờ coi như là Chúa ban cho mình lời Chúa. Con cám. Thưa cha, theo con thì xưa Chúa bị đóng đinh trên cây thập giá, Chúa bị đồng đâm thâu qua trái tim Chúa đã mở rộng và máu cùng nước Chúa chảy ra. Bây giờ Chúa cũng đòi chúng ta và chúng dạy chúng ta là nên mở rộng trái tim của chúng ta ra để đến với mọi người có những hoàn cảnh eo nhèo, đói nghèo bằng mọi phương thế chúng ta có thể có được. Đồng thời Chúa cũng cấm chúng ta mang theo một cái rất quan trọng là Chúa cấm chúng ta mang theo cái tôi ích kỷ để khi đi truyền giáo. Dạ thưa hết. Dạ theo ý kiến của con đó là ngày nay mình không có như các tông đồ ngày xưa, thì cái thực tế nhất á mà mình cần mang đi để trong công việc truyền giáo mình nó được hiệu quả là ngay cái con người của mình phải được hoàn thiện trong những cái đời sống đức tin của mình đã. Bởi vì khi mình có Chúa rồi
thì khi mình nói Chúa với mọi người không có Chúa, lúc đó mới có hiệu quả. Còn ngay bản thân mình đã không có Chúa thì lấy đâu mà cho họ cái điều đó. Còn về vật chất thì con nói thật, cũng phải có tí thực thì mới vượt được đạo. Trước tiên mình muốn đi rao giảng nước trời là mình phải có Chúa ở trong mình đã. Thì giống như mình muốn cho người ta tiền, mình phải có tiền. Mình muốn cho Chúa đến với người ta mà trong người mình chẳng có tí gì Chúa, toàn là ma quỷ với tà dâm, với những cái mà buôn bán, những cái gì mà thuộc về thế gian không, thì lấy đâu mà người ta thấy được Chúa ở nơi mình. Cái điều quan trọng là mình phải thuộc về Chúa trước, rồi mình mới có để mình đem Chúa đến cho người ta. Vâng, tôi hiểu ý anh rồi. Anh chỉ nói có một câu ngắn thôi, đó là để đem Chúa đến cho người khác thì mình phải có Chúa. Và tôi thấy cái ý rất hay. Thưa cha, theo con nghĩ thì ngày hôm nay khác khi xưa. Tại vì hôm nay là Chúa cho mình tự do hơn. Mình chỉ mang cái lòng can đảm, sức mạnh của mình, những gì con hiểu biết thì mang theo, còn bao nhiêu là Chúa cho tự do mang tất cả. Con chỉ có bấy nhiêu. Được mang hết mọi sự hả? Ồ, hay quá ta, trẻ này. Thưa cha, con nghĩ là Chúa nói 12 tông đồ, Chúa nói với cha đó, chứ đâu có nói với tụi con đâu. Cái phần thứ hai á, con nghĩ là thực sự nó không phải là mang theo, mà là cái sự từ bỏ. Coi như mình sẵn sàng mình từ bỏ những gì, mình không có bị ràng buộc cái gì hết. Thế con vậy. Không bị ràng buộc cái gì hết, xong chưa ạ? Vâng, cái câu cũng hay lắm. Nhưng mà câu đầu của chị hơi bị sai đấy. Tức là à không, tức là đấy cũng hơi dở. Tức là tông đồ là ai? Thưa tông đồ thì có phải là nhóm 12? Đúng rồi, 12 là tông đồ. Nhưng mà tông đồ hiểu theo nghĩa rộng là những người được Chúa sai đi. Mà tất cả chúng ta là một giáo hội được sai đi, từng người được sai đi. Chứ Chúa mà chỉ sai có mỗi mấy cha linh mục để sai đi thôi thì như thế thì làm sao mà được. Trong khi đó nếu mà tất cả những người giáo dân biết rằng mình được sai đi á, thì như vậy nó mới mạnh. Vâng, thì nãy chị cũng được sai đi, không phải chỉ có tôi đâu. Vâng. Con thì con rất là thích cái tư tưởng của Thánh Nhi Nhã, đó là tất cả những gì để có thể làm tôn vinh danh Chúa thì mình được quyền mang đi hết. Vâng, cảm chị như vậy sao tôi mừng quá, nghe vậy mừng quá. Nhưng mà ý câu đó cũng hay ở chỗ là tất cả những cái gì mà giúp mình như một cái thứ phương tiện để mình có thể phụng sự Chúa thì mình cứ xài. Cái ý của chị như vậy, nó là phương tiện thì tôi xài. Nếu cái laptop, nếu cái máy vi tính, nếu cái điện thoại di động, nếu cái Facebook, nếu những thứ đó mà tôi thấy giúp tôi để tôi gặp con người, giúp tôi để tôi đem đến cho họ Chúa thì tôi dùng. Còn nếu không giúp thì thôi, không có cần. Cái gì giúp tôi thì tôi xài, như ý chị lúc nãy nói là tôi không bị ràng buộc bởi cái gì hết đấy. Thưa cha, trước khi trả lời với cha thì con cũng theo con nhận thấy thì các cha khi mà mùa hè mà đi lên những cái vùng sâu vùng xa mà để giúp cho những người dân tộc thiểu số và những người nghèo, các cha cũng chẳng đem gì hết ngoài sức lực đôi bàn tay và những cái trí khôn của Chúa ban cho. Thì con nghĩ rằng nếu chúng ta dựa vào cái vật chất cũng như về những cái tiện nghi của đời sống thì con nghĩ rằng người ta đến với Chúa không thật. Cho nên khi mà đi đến với những người đó thì chúng ta mang theo trái tim của mình, trái tim phát xuất từ niềm yêu mến đối với Chúa Giê-xu. Khi Chúa dạy ta những cái điều mà chúng ta cần phải nói lại cho những người anh em chưa biết Chúa, thì con nghĩ rằng những cái điều đó sẽ làm cho lòng người ta sẽ khám phá ra rằng trong cái xã hội thực dụng hôm nay vẫn còn có những trái tim biết yêu thương và biết cảm nhận được những cái cảm xúc và những cái nỗi buồn mà họ đang mang lấy. Vâng, cảm ơn. Chắc chúng ta ngừng lại. Tôi cũng hơi để ý đến cái ý, một ý lúc nãy là chúng ta đi truyền giáo, chúng ta có khi cũng không phải là đem đến vật chất ạ. Dĩ nhiên là phải đến. Khi tôi đến một nơi thì tôi phải giúp đào giếng cho người ta nè, tôi phải giúp cho người ta có nước sạch nè, tôi phải giúp cho nâng đỡ đời sống người ta tăng lên nè. Mà không biết sao tự nhiên tôi có nghe một cái tin mà tôi cũng không có vui lắm. Nghe cái tin như vậy là cái vùng đó là cái vùng quê mùa rồi đó, thì cha đến truyền giáo và cha ấy giúp về vật chất rất là nhiều cho những người dân ở đó.
rất là nhiều thế này thế khác. Và bây giờ cái vùng đó nó trở thành lớn lên, nó trở thành một cái như là một cái thành phố á, như là thành một cái tỉnh vậy đó. Và vì thế nên người ta không cảm thấy cần phải theo Chúa nữa. À, lúc trước đi theo Chúa như thế cũng được nước sạch, cũng được giếng, cũng được có cái cầu để bắc ngang qua cái kinh. Còn bây giờ những chuyện đó thì thường rồi. Tất cả chỗ này giờ những chuyện đó là không có quan trọng gì nữa. Nên giờ tự nhiên giờ họ có vẻ là họ không có muốn dính vô đạo nữa. Thì anh chị em ông, thành ra lúc nãy có một người nhắc cũng hay hay là nhớ là làm sao để đi truyền giáo đó. Nếu mà đi truyền giáo bằng cái tâm đó, và chinh phục người ta tự trong lòng đó, thì nó bền hơn. Chứ chưa chắc rằng là những cái cho này cho ấy kia như lúc nãy có mà chị nói đó, chưa chắc những cái đó đã là gây được cái ảnh hưởng lâu bền. Vâng, câu hỏi như vậy cuối cùng thì anh chị em hỏi cha cũng phải trả lời đấy chứ. Ngài cho phép chúng ta mang gì? Ngài cho phép chúng ta mang bất cứ những gì cần, như những cái phương tiện để tôi dùng để cho việc loan báo lời Chúa. Và Ngài cấm mang gì? Ngài cấm chúng ta mang tất cả những thứ gì mà làm chúng ta cứ dựa dẫm vào đó, mà chúng ta vì dựa vô như thế nên chúng ta lại tự hào, nên chúng ta lại không cảm thấy mình cần Chúa, nên chúng ta lại cảm thấy là mấy cái đồ mà tôi mang theo vậy là nó có sức hút không nghe. Tôi lấy cái đó tôi mua người ta, tôi lấy cái đó tôi chinh phục người ta. Không ạ, chúng ta chinh phục bằng chính Chúa. Vâng, thế thì câu số 9, câu 9 là một câu cũng ngộ nghĩnh. Nếu Đức Giêsu sống ở Việt Nam vào năm 2015, nếu Ngài đứng ở cái nhà nguyện này và Ngài mời chúng ta, thì ngày xưa Ngài nói là nè, đi rao giảng tin mừng, giảng người ta, mời người ta sám hối, ăn năn, rồi chữa lành, chữa bệnh, rồi trừ quỷ. Hôm nay thì Ngài mời chúng ta làm cái việc gì cho đồng bào của mình? Anh chị em thấy như thế nào? Chỉ có 5 ý thôi, đấy hết giờ rồi. Vâng, có ai mà chưa nói được nói câu nào thì người đấy rất được mời. Nếu mà Đức Giêsu ở trong cái phòng này, Giêsu vừa tôi nói khác, cách đây 2.000 năm tôi nói vậy, giờ hết nói rồi. Vâng. Dạ thưa cha, theo con thì nếu như ngày hôm nay thì Chúa sẽ làm một việc là rao giảng lại cái sự thật, bởi vì hiện nay cái sự giả dối nó đang lấn át cuộc sống của con người, và cái sự thật là cái quan trọng, và mình bắt đầu từ sự thật. Vâng, tôi cảm ơn anh. Tức là ý anh nói là Ngài sẽ mời chúng ta làm chứng cho sự thật, làm sao để cho sự thật nó được thắng được những cái sự dối trá. Cảm ơn. Có ai? Người thứ nhất rồi, người thứ hai ạ. Vâng. Hôm nay Chúa mời gọi con kể lại với người khác về tình bạn của con với Chúa nha. À, vâng, là kể lại cái câu chuyện mà mình sống với Chúa nào, gặp Chúa như thế nào, Chúa là ảnh hưởng gì trên đời của mình, Chúa biến đổi của mình ra sao. Hai người rồi. Vâng. Thưa cha, con theo con thì Chúa sẽ mời gọi chúng ta phải biết yêu thương anh em mình, đừng vô cảm với những anh em đồng loại của mình, với những cái bất hạnh của họ. Vâng, cảm ơn chị. Hôm nay chúng ta không cần phải bôn ba mà đi khắp nơi như các vị thừa sai ngày xưa nữa, mà chúng ta sống làm sao để cho mọi người nhận ra là Chúa đang ở trong chính chúng ta, chính chúng ta là chứng nhân cho Chúa. Và không phải là chúng ta phải sống đóng kịch, không cần phải làm thánh, không cần là những vị thánh mặc áo dòng hay mặc cái đội lúc của các nữ tu, cũng không cần mà y phục của những người sống thánh thiện giữa đời, cũng có thể mặc quần jean, mang giày bata, xem cine, nghe nhạc, vui chơi, nhưng mà lúc nào cũng là đặt Chúa trên hết và để Chúa làm chủ cuộc đời mình, và luôn luôn sống cầu nguyện và chia sẻ tất cả bằng sự tấm lòng bác ái của mình với những người nghèo khổ. Được, một ý kiến cuối cùng. Dạ theo con thì hiện nay thì Chúa vẫn mời gọi con là đi rao giảng tin mừng cho tất cả mọi người chưa nhận biết Chúa, nhận ra tình thương của Chúa đối với mình. Dạ. Câu hỏi số 10 để kết thúc, cũng chỉ có 5 ý để anh chị em kết thúc. Anh chị em thấy cái bài học của chúng ta hôm nay cũng thú vị chứ. Bởi Đức Giêsu mời các môn đệ làm những công việc
rồi cho họ xem là cái thành trang của họ mang là được mang cái gì thôi, không có được mang nhiều. Rồi đến cái cách thức khi đi truyền giáo, đến nhà người ta thì sao, đừng có ham nhà giàu đó. Rồi ngay cả khi bị từ chối thì nên làm cái gì đó, và cũng là nhẹ nhàng. Thật ra phủi bụi chân thì cũng nhẹ nhàng thôi. Thế thì anh chị em thấy xem là cái bài học mà Đức Giê-xu nó cũng giống như câu trên chăng? Nên anh chị em mà chưa nói thì cũng được nói câu rất là ngắn. Anh chị em đọc bài phúc âm này, anh chị em thấy Chúa nhắc chúng ta cái gì? Chúa nhắc tôi, Chúa nhắc tôi cái gì? Chúa nhắc đừng để tiền bạc làm chủ mình. À, đừng để tiền bạc làm chủ mình. Phải đặt Chúa lên hàng đầu. Dạ vâng, cảm ơn chị. Ôi chúng ta vẫn hay đặt tiền bạc làm chủ. Rồi. Thưa cha, Chúa gọi mình ăn năn sám hối quay trở về với Chúa. Vâng, tức là trước khi mình đi giảng và sám hối thì chị bảo là mình cũng phải sám hối trước. Chứ nếu mình đi giảng và sám hối mà mình lại không sám hối thì thật là hơi rắc rối đấy. Vâng. Theo con đó là nếu mà làm việc của Chúa thì không phải lo lắng gì hết. Thưa cha, trong cái bài này thì con thấy Chúa muốn nhắc con là cái sự cho và nhận. À, sửa các xưa các tông đồ là cho đi những cái quyền năng mà Chúa trao là chữa bệnh, chữa quỷ, nhưng mà cũng phải nhận những cái gì mà người ta giúp đỡ. Thì ngày nay ví dụ như mình có sống mình đủ đi chăng nữa thì mình cũng đừng có khép kín mình, thì mình cũng cần có sự cho và nhận giữa các người, giữa các người trong cộng đoàn với nhau thì mới có sự liên đới trong một cái giáo hội. Dạ thưa cha, qua bài này thì chú muốn nhắn nhủ chúng ta là hãy luôn tin tưởng vào sự quan phòng của Ngài và phó thác mọi biến cố lớn nhỏ của cuộc đời cho Chúa, và xin ơn trợ giúp rao giảng bằng đời sống chứng nhân của mình. Dạ thưa cha, theo câu hỏi này, trước nhất chiến thắng sự chiếm hữu vật chất, chúng ta đang trên hành trình về quê trời. Càng ít hành trang càng có thời gian cho việc thiêng liêng. Ít hành trang ở đây, ở thế kỷ 21, không có nghĩa là không mang gì hết, nhưng có nghĩa là chia sẻ vật chất, chứ không phải coi thường vật chất. Sống đức tính khó nghèo, chia sẻ của cải vật chất. Dạ xin hết. Tôi nói thêm một câu, tức là phải mang mà như không mang. Mang mà như không mang. Với chị người cuối cùng. Dạ thưa cha, qua bài phúc âm này á, thì con được Chúa mời gọi con là phải kết hợp với Chúa Giê-xu thánh thể mỗi ngày, là phải tham dự thánh lễ để được ở lại trong Chúa và để được Chúa say đi. Cảm ơn chị. Mời anh chị em nghe lặng lẽ chút xíu để cho lời Chúa chạm vào chúng ta. Anh chị em biết cái lúc mà anh chị em làm mấy bài này đó là anh chị em gặp Chúa rồi. Không biết anh chị em có quý cái giây phút làm bài không? Nếu ai chịu làm bài thì nhớ là lúc làm bài là đang chạm vô lời Chúa. Hơi vất vả nhưng mà chính giây phút đó không ai quên được đâu. Đức Giê-xu đã làm nên nhóm 12. Sau một thời gian ở với Ngài, Đức Giê-xu sai các anh môn đệ đi rao giảng. Cái người được sai đi phải là người có đời sống gần gũi, thân thiết với Chúa. Đức Giê-xu sai họ lên đường, cho họ những cái quyền năng mà Ngài có: quyền rao giảng, quyền chữa bệnh, quyền trừ quỷ. Đó là hành trang lên đường của các ông. Mọi hành trang khác chỉ là phụ thuộc. Một chiếc áo đang mặc, một cây gậy, một đôi dép đi đường. Ngài cấm các ông không được mang lương thực, bao bì, tiền bạc. Không lương thực đi đường nên có thể bị đói. Không bao bì
nên không thể để dành. Không tiền bạc nên không thể mua sắm. Ngài muốn các ông hoàn toàn nương tựa vào lòng tốt của Thiên Chúa và lòng tốt của con người, ra đi mà không có một chút gì bảo đảm. Các môn đệ loan báo về nước Thiên Chúa, đó là tin vui, nhưng cái tin vui này lại đòi con người hoán cải. Hoán cải là điều chẳng ai ưa. Người tông đồ cần phải có can đảm lắm mới dám mời người ta hoán cải. Người tông đồ không làm nhẹ đi những đòi buộc của tin mừng, không bóp méo tin mừng để tìm thành công cá nhân, cũng không mị dân để vuốt ve dư luận. Người tông đồ phải chấp nhận mình được tiếp đón một cách nồng hậu hay lạnh nhạt. Họ chỉ là những người phục vụ. Chúng ta cần cảm nghiệm niềm vui của các tông đồ. Những anh đánh cá, ít học, ăn nói bỗ bã, bây giờ lại trở thành những người rao giảng. Những người bình dân quê mùa, bây giờ lại trừ được quỷ và chữa bệnh. Họ đem đến cho mọi người niềm vui, giải phóng con người cả hồn lẫn xác. Hôm nay Chúa vẫn sai chúng ta, dù chúng ta không phải là nữ tu, cũng chẳng phải là linh mục. Ngài sai chúng ta đến trong thế giới hôm nay, đi từng hai người hay từng nhóm để nâng đỡ nhau. Chúng ta có thể mang theo nhiều đồ trang bị hơn xưa, nhưng không vì thế mà mất đi lòng cậy dựa vào Chúa. Thế giới hôm nay vẫn còn quá nhiều người đau yếu, bao nhiêu bệnh tật, bệnh tuyệt vọng, chán trường, bệnh hoài nghi, khép kín. Ước gì chúng ta khi học lời Chúa, chúng ta trở thành những người được sai đi chữa lành cho những nỗi đau của con người hôm nay. Mời anh chị em chúng ta đọc một lời nguyện kết thúc. Chúng ta đọc lời nguyện của mẹ Teresa Canquita, lời nguyện 91. Lạy Chúa Giêsu thương mến, xin ban cho chúng con tỏa lan hương thơm của Chúa đến mọi nơi chúng con đi. Xin Chúa hãy tràn ngập tâm hồn chúng con bằng thần khí và sức sống của Chúa. Xin Chúa hãy xâm chiếm toàn thân chúng con, để chúng con chiếu tỏa sức sống Chúa. Xin Chúa hãy chiếu sáng qua chúng con, để những người chúng con tiếp xúc cảm nhận được Chúa đang hiện diện nơi chúng con. Xin cho chúng con biết rao giảng về Chúa, không phải bằng lời nói suông, nhưng bằng cuộc sống chứng tá và bằng trái tim tràn đầy tình yêu của Chúa. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.